Thời Đức Phật còn tại thế, tại đất nước Câu Tắc La, có một cậu bé tên là Lâu Sa Già. Rất nhiều kiếp sống trước, cậu đã từng xuất gia học đạo, nhưng bởi có lòng tham và chấp trước vào lợi ích vật chất. Hơn nữa, đã từng vì đố kỵ mà hãm hại một vị La Hán, nên đã phải nếm trải rất nhiều thống khổ để bồi hoàn. Trong kiếp sống này, cậu bé được chuyển sinh tới một làng chài, nhưng lại mang đến rất nhiều bất hạnh cho ngôi làng nhỏ này. Cư dân của làng chài này ước chừng khoảng 1.000 người, vốn là một đại gia tộc. Từ khi mẫu thân của Lâu Sa Già thụ thai, không một ai trong làng có thể bắt được cá, mỗi ngày đều không thu hoạch được gì. Gia tộc cứ ngày một nghèo đi. Đặc biệt, trong thời gian 10 tháng mang thai, thì gia tộc 7 lần gặp lửa lớn, 7 lần chịu hình phạt của vua. Những sự cố liên tiếp không ngừng khiến mọi người hết đường xoay sở. Đại gia tộc quyết định họp nhau lại và thương lượng. Loại vận rủi và tai nạn vô cớ này nhất định là trong gia tộc có người số bất hạnh. Hãy chia gia tộc thành hai nhóm để xem kết quả thế nào. Vậy là gia tộc được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 người. Sau khi tách ra, cha mẹ của Lâu Sa Già đều ở trong cùng một nhóm và nhóm đó đã rất thê thảm, còn nhóm kia thì bắt đầu phát triển trở lại. Nhóm nghèo khổ lại tiếp tục chia thành hai nhóm nhỏ. Sau nhiều lần phân chia như vậy thì đã phát hiện ra cha mẹ Lâu Sa Già là người mang đến bất hạnh, liền đuổi cả nhà ra bên ngoài. Mẹ của Lâu Sa Già phải trải qua những ngày tháng gian khổ trong lúc lưu lạc đó mà sinh ra đứa con mệnh khổ này. Vài năm đầu, bà vẫn cố gắng để nuôi dạy cậu bé thật tốt, đến khi cậu bé có khả năng đi lại mới đưa cho một cái bát và nói: "Con trai số khổ, hãy tự mình đi ăn xin nhé." Nói dứt lời, mẹ cậu bé liền bỏ đi. Lâu Sa Già không còn chỗ nương tựa, mỗi ngày ngồi bên đường xin ăn, cuộc sống khổ sở không gì diễn tả nổi. Có một ngày, đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất, trong lúc cầm bình bát đi hóa duyên, bỗng trông thấy một đứa bé ngồi xổm ngay trước cửa ra vào của một nhà phú hộ, trông giống như một con chim non lẻ loi trơ trọi, đang nhặt từng hạt cơm rơi vãi trên mặt đất. Thân thể gầy còm, quần áo rách mướp, không che hết tấm thân. Xá Lợi Phất cảm thấy quá đáng thương mới đến gần hỏi han: "Cháu bé, cháu ở đâu? Cháu không có cha mẹ sao?" Đứa trẻ nói: "Cháu không có nhà để về." Cha mẹ của cháu nói: "Con ơi, con nghiệp quá nặng, làm liên lụy cả gia tộc. Cha mẹ cũng bị con làm cho mệt chết. Rồi họ bỏ cháu đi rồi, e rằng kiếp này không thể gặp lại được nữa. Cháu có muốn xuất gia không?" Xá Lợi Phất hỏi cậu bé. "Tôn giả, người bất hạnh như cháu, liệu ai còn muốn tiếp nhận chứ? Huống chi cháu còn khiến mọi người bị liên lụy." Xá Lợi Phất từ bi nói với đứa trẻ: "Ta sẽ cho cháu xuất gia." Đứa trẻ vô cùng vui sướng, liền đi cùng Xá Lợi Phất trở về tịnh xá. Sau đó Tôn giả đã cho cậu bé ăn uống, rồi tự tay tắm rửa sạch sẽ, truyền thụ Phật Pháp và thụ giới cho nó. Lâu Sa Già được Xá Lợi Phất che chở, nhưng nghiệp lực của tự thân nhất định cần phải trả. Trong mệnh đã an bài là phải chịu khổ thì nhất định sẽ phải nhận lấy khổ. Tuy rằng cậu bé đã xuất gia, nhưng mỗi lần đi khất thực, chỉ cần người ta múc một thìa cháo vào trong bát của cậu thì lập tức cháo liền phình lớn lên. Người bố thí thấy bát đã đầy thì không múc thêm nữa. Có người lại nói: "Kỳ lạ thật, bố thí cháo mà cứ đến cậu bé này thì cháo trong thùng cũng không còn chút nào, bởi vậy không cách nào cho cậu ta được." Lâu Sa Già đạt đến quả vị La Hán, trong tâm đã không mong cầu điều gì, nhưng thức ăn không thể nhìn mà no bụng cũng cần duy trì thân thể. Khi Lâu Sa Già sắp niết bàn, Xá Lợi Phất trong định đã nhìn thấy được, liền nghĩ: "Phải để cậu ta ăn no một lần mới được." Hôm sau, Xá Lợi Phất dẫn theo Lâu Sa Già đi vào thành Xá Vệ xin ăn,
nhưng mọi người lại không tỏ ý tôn kính đối với cậu ta. Xá Lợi Phất đành phải nói, Lâu Sa Già, người về trước đi. Cậu ta vừa đi, Xá Lợi Phất lập tức nhận được đồ ăn, liền nhờ người mang về cho Lâu Sa Già. Ai ngờ mọi người trên đường mang về đã ăn hết. Xá Lợi Phất trở về hỏi, các vị đã dùng hết đồ ăn đó rồi sao? Tôn giả, cảm ơn ngài, chúng tôi đã ăn rồi. Xá Lợi Phất nghe vậy, cảm thấy không đành lòng, liền tự mình đi đến hoàng cung Câu Tắc La xin một bát cơm ngon trở về, nhưng Lâu Sa Già e ngại không dám ăn. Xá Lợi Phất khuyên nhủ, Lâu Sa Già, ta sẽ cầm bát ở chỗ này, người hãy ngồi ăn đi, nếu cái bát này rời khỏi tay của ta, chỉ sợ đồ ăn lại biến mất. Vì vậy, Lâu Sa Già đã ăn trực tiếp trong chiếc bát trên tay Xá Lợi Phất. Dựa vào thần lực của Xá Lợi Phất, đồ ăn mới không bị biến mất. Lâu Sa Già mới được một bữa no bụng. Vào ban đêm, Lâu Sa Già quả nhiên rời khỏi thế gian, nơi cậu ta phải chịu khổ cả một đời. Nghiệp báo đã trả xong, vĩnh viễn trở thành vị thánh giả an lạc. Tôn giả Xá Lợi Phất chứng kiến cậu ta đã vứt bỏ được nhục thân khổ hạnh, trong lòng như trút bỏ được phiền muộn, không còn lo lắng nữa. Câu chuyện ăn trộm chuông chùa. Tống Văn đời Đường được bổ nhiệm làm tri phủ Tô Châu, là người nổi tiếng thanh liêm, chính trực nhưng lại trọng nho, khinh thích. Khi về trấn nhậm Tô Châu, nghe nói sư cụ chùa Hàng Sơn là bậc tu hành đắc đạo nhưng không tin. Tống Văn lý luận rằng, tụng kinh gõ mõ, lóc cóc len ken ai làm chẳng được. Người tu hành không quyền thế, không binh lính trong tay, không hiền lành thì hung dữ với ai. Lại nữa, có tỏ ra hiền lành thì thập phương mới cúng kiến, chứ hung dữ thì chỉ có nước bỏ chùa đi ăn mày. Cho nên tìm cách thử. Tống Văn cho điệu một tội phạm trong ngục thất chuyên nghề ăn trộm, bảo phải lấy chiếc chuông chùa Hàng Sơn đem về đây. Tội phạm vâng dạ và xin cho một chiếc xe kéo. Lúc này sư cụ có chuyện đi xa, chùa vắng cho nên tên trộm dễ dàng lẻn vào đánh cắp chuông đem về đặt ngay ở phủ Đường. Khi về chùa, nghe Phật tử trình báo chuyện mất chuông, nhào nhào xin sư cụ báo cáo quan phủ để truy lùng tội phạm. Sư cụ điềm nhiên hỏi, trình báo để làm gì? Dạ thưa thầy, để trừng trị tên táo tợn này dám vào chùa ăn trộm chuông. Đó là quỷ sứ hiện hình chứ có phải người đâu, chắc ba đời con cháu nó phải quả báo xa địa ngục. Sư cụ hiền từ nói, khi túng thiếu thì nhà quan tổng đốc nó cũng dám vào ăn trộm chứ há gì chùa. Nó ăn trộm chuông, chứ con cháu nó có ăn trộm chuông đâu mà đẩy chúng nó vào địa ngục tội nghiệp. Thế nhưng chùa bị mất chuông, bây giờ phải làm sao? Sư cụ cười nói, chuông đâu phải Phật, đâu phải Bồ Tát, đâu phải La Hán. Chuông chỉ là phương tiện báo giờ cho dân gian hoặc vân tập chư tăng thôi. Nay không có chuông thì dùng phương tiện khác, vả lại tên trộm này ít ra cũng có chút hiểu biết. Nghe tới đây thì đại chúng đâm bực mình, nhao nhao hỏi, thưa sư cụ, nếu có chút hiểu biết thì ăn trộm nơi khác, tại sao lại vào chùa ăn trộm? Sư cụ khoát tay trấn an đại chúng rồi nói, tên trộm này biết rằng chùa là chốn từ bi, cho nên có vào chùa ăn trộm thì chùa chắc sẽ tha thứ. Chứ nó đi nơi khác ăn trộm thì người ta sẽ đi thưa, rồi quan nhà sẽ bắt và tra khảo nó. Chùa khác với người thường ở chỗ đó, nay chùa cũng trả thù, đòi lại thì đâu còn là chùa nữa. Nghe sư cụ nói vậy, đại chúng lãnh hội lại tạ lui ra, rồi sư cụ ra lệnh dùng mõ báo giờ thay chuông. Tin đó mau chóng tới tay phủ Đường. Tống Văn thất kinh hồn vía, thấy mình hồ đồ quá, vội vã thay quần áo, tới chùa lại tạ sư cụ trả lại chuông, xin quy y và nhận một pháp danh. Sau đó, Tống Văn đích thân bỏ tiền ra rồi vận động các phú hào của phủ Tô Châu đóng góp, đúc một quả chuông lớn hơn, nặng tới 2 tấn.
Nghe nói sau này khi nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn từ xa vọng tới mà Trương kể mới có thể kết thúc được bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc. Của vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, vật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất, hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dét của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Quét dắt đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luôn tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa, lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được,
đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thảnh tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói: Thuở Phật, có ông trưởng giả giàu có, của cải vô số, nhưng ông ta không hề biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ, nên nhập định, thấy bảy đời liên tục của ông ta không tạo được một chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, sợ gì ông trưởng giả độc ác kia được hưởng phước liên tục bảy đời như thế? Là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành, lại gây ác nghiệp, tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp sau bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết. Thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: Sao khi tu hành làm lành mà gặp toàn chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu? Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ vội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Kinh Pháp Cú Phật dạy: Khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chín như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chưa mùi, người thiện lầm tưởng sụt sùi khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chín mùi, người thiện mới thấy an vui tốt lành. Tích lũy điều thiện thì gặp điều thiện, tích lũy điều ác thì gặp điều ác. Phải suy nghĩ cho cẩn thận, trời đất không bao giờ sai lầm đâu. Người làm điều thiện thì có điều thiện trả lại, người làm điều ác thì có điều ác trả lại. Nếu không thấy trả lại là tại chưa đến ngày giờ đó thôi. Từ thần ông: Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, lưới trời lộc lộng tuy thưa mà chẳng lọt. Người hiền xưa muốn diệt trừ tánh tham lam trộm cướp, trong Khế Kinh Phật dạy phải tự biết đủ, đừng quá tham cầu, cần kiệm siêng năng, đó làm ăn chân chánh, xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phát tâm bố thí, sống đời thanh bạch, không tham của thế, tự nhiên diệt trừ tánh tham và được người đời tán dương ca tụng. Như chuyện ông Tư Thành là vị quan Thanh Liêm, một hôm có người đem viên ngọc quý đến biếu, nhưng ông ta không nhận. Tôi quý trọng ngài là quan phụ bộ của dân nên mới kính tặng viên ngọc quý, nhưng tại sao ngài không nhận? Người biết quý trọng viên ngọc
thì ta cũng biết quý trọng đức thanh liêm. Nếu như nhận viên ngọc đó, ta sẽ mất đức thanh liêm, còn ngươi mất đi viên ngọc, cả hai đều mất, nên ta không nhận. Câu chuyện Quan Tư Thành không nhận viên ngọc được người đời khen ngợi đến nay. Sử sách vẫn có ghi lại, hoặc là thấy của rơi không đấy. Khi người ta biết được sự cao thượng đó, ai cũng khen ngợi, tin tưởng. Nhờ thế, làm việc chi đều được thành công tốt đẹp. Ngày xưa, Dương Lạc Tử một hôm đi xa, gặp vàng rơi giữa lộ. Sau khi tri hô, nói nhiều lần mà chẳng có ai đến nhận lại, Dương Lạc Tử bèn lượm vàng lên, rồi vội vã đem về nhà. Người vợ thấy thế nghiêm nghị trách chồng rằng: Em nghe nói kẻ chí sĩ uống nước trước phải hỏi xin, nếu người ta không cho thì không uống, và chẳng ăn cơm mời lơi. Có đâu Lan Quân lại muốn giữ của rơi rớt này làm nhơ phẩm hạnh mình. Nghe vợ nói đúng lý, Dương Lạc Tử lấy làm hổ thẹn, lật đật đem vàng ấy quăng ra ngoài đồng quan. Chuyện vợ chồng Dương Lạc Tử thấy vàng không tham, được người đời kính phục, tin tưởng, nên về sau việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: Nếu thế vật rơi như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, khi chúng ta lượm lên rồi, nên hỏi rằng vật này là của ai. Nếu như có người nhận thì phải gặng hỏi hình tướng. Nếu đúng sự thật nên trả lại cho họ. Nếu nói nhiều lần mà không có người nhận thì đem gửi cho các cơ quan hữu trách. Hơn nữa, người không trộm cướp có công đức thù thắng, được chư thiên thần gia hộ, không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi ách nạn. Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói: Thuở Phật, ở thành Xá Vệ, có ông Thiện Nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: Có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: Tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, Thiện Nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời Pháp, Thiện Nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6.
tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham, người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thức bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ác nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đòi, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, đào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc về từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. 3. Không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả bồ đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần,
làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói, dạng ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng. Nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai, thiện báo, ác lai, ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả trái tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này. Tương tư sầu não phải làm sao? Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào? Khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể, có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ, phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ, cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau. Hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, trên đời này, cha, mẹ và tự do là quý báu nhất. Chẳng lẽ ta lại vì một con người vong tình bội bạc đó mà giết hại họ, để rồi phải chịu cảnh tù tội, làm cho cha mẹ buồn rầu, mất hết hiếu đạo, có phải là dại lắm không? Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến thầy tôi là Hòa Thượng Giác Đức, lúc còn sanh tiền, có giảng cho chư Tăng và Phật tử nghe về sự tai hại của tà dâm. Hòa Thượng kể, tôi có một đứa cháu, mấy hôm trước nó đến chùa gặp tôi than thở. Vợ con nó ngoại tình, con bắt gặp định ly dị. Cha con nói, thôi vợ con nó lỡ một lần, con tha thứ cho nó đi. Con nghe lời cha nên bỏ qua. Nhưng chứng nào tật đấy, vợ con này dẫn tình nhân vô nhà. Con đi làm về thấy họ đang ân ái, con vô cùng tức giận định la lên, nhưng chưa kịp la thì người tình của vợ con đã cầm dao rượt. May là con chạy thoát thân, nó lấy vợ con định giết con,
thật là quá đáng. Khi này về, con định giết đó. Sư thấy con làm vậy được không? Con giết đó được quá, sao lại không được? Con về nhà mài dao cho thiệt bén, rồi rình nó vô nhà, chém một dao là nó tiêu đời. Rồi, con chuẩn bị đi. Thưa sư, chuẩn bị cái gì? Con chuẩn bị đi vô nhà tù. Con nên biết, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Con tính sao? Nếu không thì suốt đời con phải trốn chui trốn nhủi, không dám nói tên mình cho ai biết. Đâu, con thử nghĩ lại coi, cái chuyện lỗi lầm của vợ con với kẻ đó, nó quan trọng hơn hay cái đời sống tự do của con quan trọng? Hơn nữa, đầu lại khổ sở thế này. Ngài Mục Liên đáp: tại vì
những đời trước ngươi gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng. Tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh hạnh, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế lạ hơn, đời sau sinh vào nước đọa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lấy lòng từ, bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật, dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau: 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn,
2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng sứ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ già chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết vì đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chắn. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó, trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tống ngôn, đứng đăng nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền, niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rằng tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sau hiển vinh. 4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường.
Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý, nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng hóa ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo, chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật. Không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói, làm ăn bất chính, con cháu cơ hàng. Làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa. Lợi mình hại người, tài tan khó giữ. Mua lận bán lừa, của cải tiêu tan. Đo gian đồng thiếu, luân hồi thiếu hụt. Vì lợi dối người, sau bị người gạt. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau như lời. Hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau. Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức. Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra, làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, Ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối. Nên một hôm, ở giữa chúng hội hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo, người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện. Mỗi khi hứa với ai điều gì, không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa. Cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại. Họ vào chùa thì nói, con cúng dường cái này, giúp việc nọ. Nhưng rốt cuộc không có cúng gì hết. Ở ngoài xã hội thì xảo trá đủ cách gạt người, nên bị quả báo mua bán thua lỗ, sự nghiệp tiêu tan đều do giả dối gây nên. Vậy các con hãy tinh tấn giữ gìn khẩu nghiệp cho được trọn lành, hầu tránh khỏi quả xấu về sau. Tứ chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cổ đức cũng dạy, một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành. Vì miệng hay nói dối, khó lập thân danh. Quả thật, lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất, hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Dạng. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Dạng Sa Cơ Thất Thế bị giặc bắt. Cũng lúc ấy, nước Tống bị thiên tai. Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Dạng. Nam Cung Trường Dạng được thả về nước. Tống Mẫn Công ra nói đùa, trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng nữa đâu.
Thấy Nam Cung Trường Dạng lui ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Mục nói với Tống Mẫn Công: Chúa công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh nhờn thì dẫn đến sự phản nghịch. Tống Mẫn Công trả lời: Ta với Nam Cung Trường Dạng rất thân thiết, khanh chớ có sợ. Một hôm Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Dạng nên đắc ý nói đùa giỡn: Ngươi là tên tù chẳng làm được việc gì thì làm sao đánh thắng được ta? Nam Cung Trường Dạng tức giận đứng lên nói: Kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua nhưng có thể giết vua. Nói xong lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công chết ngay tại chỗ rồi làm loạn. Chuyện trên cho chúng ta thấy sở dĩ nó xảy ra án mạng là do nói chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác, đưa đến mất mạng. Nên người xưa dạy: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người, thời phạm. Trong kinh Chánh Niệm Xứ nói: Nếu ai hay dùng lời nói giả dối, não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm, khi sanh lên nhân gian, bị quả báo không tay, mắt, mũi, lưỡi. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật, có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Lê, khi sinh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: Do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp: Lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi: Này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Con nghĩ thế nào? Nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: Này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: Này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La, nên biết người nào phạm nói dối không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện không thoát sự báo ứng, muốn không gây ác nghiệp con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu
và được người đời tín nhiệm làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tán pháp, trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức làm đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: Giới thứ tư tống trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau, ai không lừa dối chút. Bà ba và con chó già. Trong đời có những chuyện tưởng nhỏ nhặt mà mình từng thực hiện, nhưng lại ảnh hưởng với người khác mà mình không hay biết. Mãi cho đến khi người trong cuộc thổ lộ thì mình mới ngộ ra cuộc đời có nhiều chuyện lạ thường. Mới chiều thứ hai mà ông anh rể của tôi đã ghé nhà. Đây là chuyện lạ vì có mỗi khi về thăm thì luôn là hai vợ chồng vào cuối tuần hay mỗi khi giỗ quẩy. Càng lạ hơn, hôm nay anh không vô nhà mà vẫn chống xe trước cửa, rồi ý ới kêu tôi ra giúp một tay. Trên yên xe, anh ràng một sợi dây thun quanh chiếc thau to màu đỏ. Đậy hờ trên đó là miếng vải không đủ che hết bộ lông xù trắng của con chó Nhật. Con chó nằm dưới tấm vải, khẽ trở mình đưa đôi mắt trắng đục buồn bã nhìn tôi, như đã sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy ra. Thật ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì anh đã giục tôi phụ bê cái thau vào nhà. Con chó khoanh đuôi nằm im trong thau ở góc sân. Vuốt ve con chó một lúc, ông anh rể mới cho biết nó là của bà chủ nhà nơi công ty anh thuê văn phòng. Bà bệnh và nhập viện sau 3 ngày thì qua đời. Sinh thời là Phật tử thuần thành, bà cụ sống neo đơn nên đã nhờ nhà chùa thu xếp phần hậu sự cho mình. Đám tang của cụ tiến hành nơi giảng sanh quán nhà chùa. Suốt 3 ngày quàng tại đó, con chó cũng được đưa sang. Nó nằm bẹp bên quan tài, dỗ dành lắm nó mới liếm láp chút sữa. Ngày đưa tang, con chó cũng được đi theo. Khi chiếc thang máy từ từ đưa cái quan tài xuống hầm để vào lò hỏa, con chó cuống quýt chạy vòng quanh như muốn nhảy theo xuống. May mà người ta kịp giữ lại. Giờ cụ đi rồi không có ai chăm sóc, thương quá nên anh mới mang về nhà tôi gửi tạm rồi kiếm người nuôi hộ. Thật tình vì rất quý anh cho nên tôi nhận tạm, chứ nhà tôi chưa bao giờ nuôi chó. Vả lại nếu không nhận thì căn hộ nhỏ của anh lấy chỗ đâu mà cưu mang nó. Hôm sau, tôi ra quán cà phê ở đầu hẻm để hỏi thăm, thì có người cho biết là anh Thành bán tạp hóa gần đó có ý muốn nuôi chó. Vậy là tôi liền đi sang gặp anh. Anh Thành nói, để xem coi có thích con chó hay không rồi quyết định. Về nhà tôi bưng hẳn cả cái thau và con chó sang cho anh. Nhìn mặt con chó một lúc, anh Thành lắc đầu ngoài quậy. Anh nói là tưởng chó còn nhỏ, chứ con này già yếu quá rồi, lại mang nhiều bệnh tật nên anh không nhận. Nghe anh nói tôi mới nhìn kỹ, đúng là nó già thật. Con mắt phải của nó bị kéo màng mờ đục, hàm răng không biết bao nhiêu cái nhưng hình như cũng đã rụng nhiều. Còn hai đôi chân mềm quặt giờ đây gần như không còn đỡ nổi cái thân hình gầy nhom của nó. Tình hình thật nan giải. Tôi nghĩ có lẽ mình mang về rồi từ từ tính sao vậy.
Từ nãy giờ bà ba là dì ruột của anh Thành, ngồi sau chiếc tủ kiến quan sát và nghe hết trao đổi giữa tôi và anh Thành. Bà ba cũng bước ra xem con chó. Tôi biết và mua hàng của bà ba từ hồi còn tiểu học. Bà ba không lập gia đình. Từ xưa đến giờ, bà sống và bán hàng cho chị hai là mẹ của anh Thành. Bà ba hay tâm sự với những người quen là từ ngày chị hai mất đi thì mọi chuyện trong gia đình đều do vợ anh Thành quán xuyến. Tánh tình chị Thành thì không giống với mẹ anh. Vì vậy mà bà ba buồn, mâu thuẫn chuyện nhà và buôn bán xảy ra hoài. Những ngày xưa hạnh phúc không còn nữa. Bà ba buồn và hay nói là rất muốn về quê, nhưng còn ngại vì không còn người thân thích ở dưới nữa. Nghe tôi kể về hoàn cảnh con chó, bà ba nhìn nó rất lâu, và nó cũng nhìn bà với ánh mắt như cầu cứu một cách lạ kỳ. Rồi bà đưa tay nựng nó và nói: "Con là chó cái à? Khổ thân con chưa? Thôi về sống với ta nhé. Ta sẽ thay thế bà chủ của con." Nói xong bà bế con chó vào lòng, rồi quay sang cảm ơn tôi. Như hiểu được tiếng người, con chó rùng mình mừng rỡ. Đôi mắt mờ đục của nó ngước nhìn bà đầy vẻ biết ơn. Bà ba đòi trả tiền xăng xe cho tôi vì đã đem con chó đến. Tôi thoái thác không dám nhận, vì bà nhận nuôi đã quý quá và may mắn cho con chó lắm rồi. Tôi gọi điện thoại báo cho ông anh rể biết. Anh ta mừng lắm, rồi hẹn sẽ đến để cảm ơn và thăm con chó. Mọi chuyện rồi cũng trôi đi trong vô vàn cái hối hả quay cuồng của cuộc sống. Những thúc bách cơm áo gạo tiền làm cho người ta quên nhiều thứ, vì vậy mà chuyện con chó rơi vào quên lãng cũng là thường tình. Sau cái lần tôi cùng ông anh rể đến cảm ơn bà ba, thì cũng cả năm sau tôi mới có dịp ghé vô tiệm anh Thành. Trong lúc mua hàng, nhìn quanh không thấy bà ba và cái tủ kiến ngày nào cũng không thấy. Tiệm của anh bây giờ trông sạch sẽ và tươm tất hơn. Mua hàng xong, tôi hỏi thăm về bà ba và con chó. Gương mặt đang vui vẻ của anh bỗng đượm buồn. Anh nói là con chó đã chết lâu rồi. Ngạc nhiên và nhận ra mình vô tâm quá, tôi hỏi tiếp: "Bà ba đâu anh?" "À, vì giận vợ chồng tôi bỏ về quê rồi," anh trả lời rồi điền tiếp: "Em hỏi thì tôi mới nói. Vì ba thương con chó lắm, báo hại nó bệnh liên miên. 3 tháng trời, cứ 2-3 ngày là phải thuê xe ôm chở nó đi khám bệnh chích thuốc. Tự nhiên em cho con chó mà chẳng khác nào cho cục nợ." Nghe anh nói xong, tôi cũng chẳng biết mình phải nói gì. Vì bỗng dưng bà chủ của con chó qua đời, rồi bỗng dưng ông anh rể mang nó về nhà tôi, và bỗng dưng có người nhớ đến ý định nuôi chó của anh Thành, rồi cũng bỗng dưng bà ba nhận nuôi, và lại bỗng dưng nó chết và bà ba về quê. Mọi cái như một sâu chuỗi nhân duyên tan hợp. Mình không hề có chủ đích, nhưng nó vẫn cứ xảy ra như một bàn tay vô hình sắp đặt. Rồi bỗng dưng lúc đó tôi lại nghĩ, không biết có còn ai thân thích mà dì ba lại về quê. Chỉ nghĩ được đến vậy, rồi như có chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng, tôi chào anh ra về. Rồi lại nhân duyên tan hợp. Trong một lần đi về tỉnh công tác, tình cờ tôi gặp bà ba ngay khu chợ quê nhà. Bà mừng lắm vì lâu rồi mới gặp người quen. Bà hỏi thăm đủ chuyện. Nghe nhắc đến con chó, mắt bà ánh lên tình cảm thật thiết tha. Bà nói: "Cảm ơn cậu đã mang nó đến. Nó chính là hình ảnh tương lai của tôi." Hết sức ngạc nhiên, tôi hỏi: "Sao dì nói vậy?" Bà tiếp: "Tôi đặt nó tên là Ngộ, bởi nó biết thân phận mình. Suốt thời gian sống với tôi, nó trở thành người tri kỷ. Chữa bệnh xong, mắt nó đã sáng lại và đôi chân bình phục rất khỏe. Tuy nhiên, vô thường đến thì nó cũng phải ra đi." Như cảnh tôi đây,
khi già yếu, mắt mờ, thân bệnh, không đủ duyên để sống cùng với gia đình đứa cháu, tôi có khác gì nó đâu. Vật và người đồng cảnh ngộ, nên tôi thương và cưu mang nó như thể thương cho chính cái thân phận mình. Và có lẽ vì phước báo ấy, nên nay tôi được sư thầy cho nương tựa ở cửa chùa. Ở đây tôi đã biết kinh kệ và sống đúng với bản thể của mình. Và thật kỳ diệu, con mắt phải của tôi trước đây bị kéo màng, nay đã sáng hẳn. Cặp chân yếu ớt của tôi nay đã đưa tôi đi bộ thoải mái hàng ngày. Về đây, tôi nhận ra nhiều thứ, tranh giành, hờn giận chỉ là phù du. Điều đáng quý nhất là những ngày còn lại, tôi được nương nơi cửa Phật để đoạn trừ phiền não của chính mình. Mà nè cậu ơi, thân phận của người hay vật nơi trần thế tưởng là rất khác, nhưng suy cho cùng, nếu như phước đức kém thì cũng chẳng có gì khác nhau đâu. Chàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi. Lâu lắm người ta mới biếu cho chàng một cái búa để đền ơn cứu sống một em bé chết đuối. Được búa, chàng đưa mẹ vào núi tìm một hang đá. Chàng lót rơm êm và có gió mát để mẹ ăn ở. Như thế chàng an tâm lắm. Ngày ngày đi kiếm củi rồi về chợ đổi gạo. Mặc dù ít tiền, chàng vẫn mua được thịt để mẹ xơi. Tu lại tên chàng chẳng những lan rộng với chữ hiếu mà người ta còn gọi chàng là tráng sĩ, vì chàng thường giúp đỡ nhân dân trong vùng ấy. Bất luận gặp một tai nạn gì, chàng thường giúp đỡ họ tận lực. Vì chàng ở núi nên người ta đặt chàng những món tiền lớn để bắt các thú rừng hiền lành như nai, khỉ, chồn, thỏ, vân vân. Tu lại từ chối vì chàng là một Phật tử chân chánh, không bao giờ giết một sinh vật nào dù nhỏ. Chẳng những chàng không bắt chúng mà còn yêu mến chúng nữa, nên lâu ngày chúng quen và thường gần đến chỗ hai mẹ con chàng ở. Cái hang ấy bao giờ thành vui, hoa lạ nở hai bên, những tổ chim làm gần gũi ở đó. Có những đêm trăng sáng, mẹ con chàng ngồi kết mấy thứ cỏ khô thành áo để mặc mùa đông. Nhưng đã 6 ngày nay, trời mưa luôn không ngớt, gạo trong hang đã hầu cạn. Chàng lo ngại nếu mưa cứ kéo dài. Hôm nay trời bừng sáng, Tu lại sung sướng quá, chàng chào mẹ rồi vắt búa ra đi. Đến chỗ thường đốn củi thì xa xa có bóng ba thiếu nữ. Thấy có người, ba bóng kia bỏ đi nơi khác. Chàng để bầu nước xuống và sửa soạn vào việc. Thì, ồ, thật, một chiếc kim thoa óng ánh nằm ngã nghiêng bên tảng đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng vội nhặt lấy rồi chạy theo ba thiếu nữ kia trả lại cho họ. Người ta nhìn chàng với cặp mắt cảm trọng. Nhưng người tráng sĩ không trả ân bằng tiền gạo được, vì người ta biết tiếng chàng nhiều lắm. Từ độ ấy về sau, nơi hang mẹ chàng, thỉnh thoảng có người đem biếu gạo trắng thịt ngon trong lúc chàng đi làm củi vắng. Cứ thế, rồi một ngày kia. Một sáng mai, khi chàng còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thì có một nàng tiên đến ngồi bên chàng. Nàng tiên ấy trên trời xa xuống lâu hay mau không biết, hồi nào không hay, nhưng nàng là tiên thật, vì nàng đẹp lắm. Một tấm voan màu nước biển phủ nhẹ toàn thân, trên mái tóc xanh là một tràng hoa tươi. Chàng phải gượng với bộ áo sơ sài của mình. Tu lại ngồi phắt dậy. Nàng là ai? Sao lại đến đây? Thiếp là sương phụ đánh rơi chiếc kim thoa hôm nọ, được tráng sĩ cho lại. Về nhà thiếp suy nghĩ, ở đời giàu sang không phải chơn hạnh phúc, được gần bậc hiền nhân mới chắc chắn sống một lối sống của con người biết sống. Thiếp nay giàu có, của cải dư dật, cha mẹ không, chồng chết, chỉ có hai con thơ. Nay thiếp đến đây nguyện theo chàng, mong chàng đừng phụ. Thiếp xin thay chàng hầu hạ mẹ già và giúp chàng học hành để thành danh đức, hầu sao làm lợi ích cho đời. Nếu chàng cố chấp không nghe, thiếp rất tiếc tài ba đức độ của chàng vùi sâu trong hang thẳm.
Tiếng nàng trong và êm quá, trong như tiếng suối chảy, êm như tiếng chim kêu. Nàng nói với một vẻ thiết tha thành thật. Câu chuyện mới cắt cớ làm sao, mỗi lời nói của nàng như rót vào tai Tráng Sĩ. Tu lại mơ màng như người trong mộng, chàng suy nghĩ. Không biết ta chiêm bao hay thật, mà nàng là người thật hay ma. Bỗng chàng nghiêm nét mặt và bảo. Tôi xem nàng là người đoan chính, là giàu sang, là do phước báo của đời trước đã gây tốt nhiều. Còn tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ, làm sao xứng đáng với nàng. Và theo tôi, một người sương phụ thì cần phải thờ chồng, nuôi con, dạy vẽ cho con nên người. Xứng với ý nghĩa con người mới phải. Thiết thật hơn, tôi nay còn mẹ già, nếu tôi lập gia đình, tình yêu mẹ sẽ sang sớt. Nàng còn có con thơ, nếu nàng lập gia đình, tình yêu con sẽ không còn nguyên vẹn. Mẹ tôi cần có tôi mới vui, con nàng cần có nàng mới sống. Vì vậy tôi khuyên nàng trở về nuôi con và dứt bỏ câu chuyện này. Còn nàng sợ đức độ tài ba của tôi sẽ mai một. Nếu tôi quả có đức độ như nàng tặng, thì trong rừng sâu các loài cầm thú cũng cần có đức độ để che chở cho chúng. Như thế, có đức độ thì ở đâu mà lại không dùng được. Nàng tiên ấy bay đi, trời đương sáng bỗng tối hẳn. Người Tráng Sĩ cũng thấy nao nao trong lòng, nhưng rồi chàng lại vui lên nhiều vì chàng đã chiến thắng. Song không hiểu vì sao những chuyện kỳ lạ lại hay đến với người nghèo lạ ấy. Một hôm, có một người lạ mặt hốt hoảng chạy đến, lôi ra một thỏi vàng thắm, rồi thưa với Tu Lại. Thưa Tráng Sĩ, tôi xin biếu chút quà mọn này, nhờ Tráng Sĩ giúp cho tôi một lời nói. Ngày mai đây, nếu có ai hỏi, có một đoàn người đi qua đây không, thì Tráng Sĩ nói cho họ biết một tiếng là có. Ở đây chỉ có Tráng Sĩ và tôi, ngoài ra không còn ai hay chuyện này cả. Vả lại, Tráng Sĩ chỉ nói cho một tiếng cũng không sao. Nói xong, người bỏ vàng lại đó rồi chạy mất. Tu Lại chưa kịp suy nghĩ gì cả, nhưng chàng vội lượm vàng rồi chạy theo thật nhanh mất kịp. Tu Lại kéo tay người kia. Không không, vàng ông hãy cầm lấy, tôi không thể theo lời của ông được. Tôi là một người Phật tử, không bao giờ làm việc ám muội. Một lời nói của người quân tử trọng hơn nghìn vàng, nhưng một lời nói còn trọng hơn cả thân mạng. Nếu ông đem nghìn vàng hay dùng uy thế để hại mạng tôi, bảo tôi nói dối, thà chết chứ không bao giờ phạm giới cấm của Phật. Nói xong, Tu Lại bỏ vàng rồi chạy thẳng. Tiếng tốt của người Tráng Sĩ bay xa như ngọn gió mát, vô tình thổi từ rừng sâu vào đến thăm cung. A Dục Vương là người hiếu kỳ, muốn thử chàng, nên những chuyện bỏ rơi và người con gái đến tận hang chàng chính là cung nhân của vua A Dục Vương. Sau mấy lần thử thách, nhà vua biết Tu Lại là bậc hiền nhân nên đem lòng đố kỵ, sai người đến hại chàng. Tôi vâng lệnh nhà vua đến giết Tráng Sĩ. Người đao phủ cầm gươm sáng bảo thế. Ồ, thế thì tốt quá, tôi rất cảm ơn ngài đã vì tôi mà hủy giùm cái thân ô uế đầy tội lỗi này. Song tôi còn chúc mẹ già nhờ ngài chiếu cố cho. Tên đao phủ ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của Tu Lại. Ông là vô tội, nhà vua vì lòng đố kỵ sai tôi đến hại ông, vậy ông không giận nhà vua sao? Không, tôi không giận mà còn thương hại nhà vua, đã gây nhiều nghiệp ác. Trước khi chết, tôi xin cầu Đức Phật cho nhà vua phát bồ đề tâm, hồi hướng thiện niệm. Tên đao phủ mím môi, đỏ mặt, đưa gươm lên cao, giáng xuống đầu chàng. Nhưng lưỡi gươm kia xuống từ từ rồi chui thẳng vào vỏ kiếm. Sáng hôm sau, vua A Dục lên tận hang chàng ở. Đến nơi, chàng đi làm củi sớm, vua chờ trọn ngày mới gặp. Vua A Dục từ tốn bảo. Trẫm làm vua, trong nước có hiền tài mà trẫm biết chậm, thật là đáng tiếc. Ngày nay, nước nhà loạn lạc, trẫm mong Tráng Sĩ về triều cùng trẫm chăm lo việc nước. Được vậy, thật là hạnh phúc cho nhân dân. Chàng từ chối 5-7 dạo, vua nài nỉ đôi ba phen, cuối cùng chàng hẹn trong 7 ngày sẽ trả lời. Trong 7 ngày, 3 lần vua đến thăm,
ba lần vua cho người lên thăm hỏi. Tu lại hỏi ý kiến mẹ. Mẹ chàng bảo: "Hiện nay mẹ trong nước, nhà vua thì lãng mạn, hoang dung, hà khắc dân tình, nhân dân oán thán, đến nỗi họ đặt tên nhà vua là Chiên Đà La A Dục. Triều đình nịnh thần ô lại, ngoài nhà vua hung tàn, còn ngỗ nghịch, vợ bất chánh, chồng bất lương, đạo đức hầu như mất hẳn, tất cả tâm niệm xấu xa độc ác kết hợp lại. Do đó, giặc cướp nổi lung tung. Còn nài chấp kinh cũng phải tụng quyền. Vậy nhân cơ hội này, con có dịp đem giáo lý của Đức Phật để cảm hóa quần sanh, hầu mong cứu vãn nhân tâm, đưa lại sự an ninh cho nhân loại." Vâng lời mẹ, Tu Lại về triều. Vua A Dục lấy hai chữ Quốc Bửu tặng chàng làm tên. Trước hết, Quốc Bửu đem ba pháp quy y, năm điều cấm giới cảm hóa vua. Vua A Dục từ khi biết quy đầu về Phật, không bao lâu trở thành một vị minh quân. Ông đổi hẳn chính sách, lấy đức độ trị dân, không dùng oai thế tàn bạo như trước nữa. Vì thế mà nhân dân trong nước trở lại cảm phục vua, từ đó đặt tên vua là Thích Ca A Dục. Ông vua hay làm điều nhân từ. Trong nước, nhà vua trọng những người hiền hiếu, trừng trị kẻ hoang dâm, cấm hẳn sự xa hoa, cờ bạc, săn bắn, triệt đẩy, không rượu chè đàn điếm. Người già cả, bệnh hoạn được săn sóc chu đáo, nhà nhà đều thờ Phật, trọng tăng tu pháp, thập thiện. Nếu ai phạm một trong năm điều răn, phải bị trục xuất ra khỏi nước. Nhờ vậy không bao lâu, trong nước trở lại thái bình an lạc. Thuật giả Thể Quán. Thập thiện, 10 điều lành, thân không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói điều thiêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, ý không tham lam, không giận dữ và không si mê. Thắng lợi chân chánh là ở Phật giáo, chứ không phải vũ khí. A Dục. Hòa tùng khẩu xuất. Thuở xưa, ở trong một cái hồ kia, có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời ròng rã như không có cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ, có thể nước nóng như một chảo nước sôi. Vì thế loài thủy tộc chết lần chết mòn. Ở trong tình trạng đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. Thì mai thay, trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi. Thấy bộ dạng thiểu não của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm. Chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế? Rùa rầu rầu đáp: "Hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại hoạn, phen này chắc chết mà không còn trông gặp mặt hai bác nữa." Chàng cò chận lời: "Chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chịu. Vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm cho bác phiền muộn, hỏa mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ bác chăng? Chứ chưa chi mà bác đã than vang thất vọng như thế." Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết: "Không biết hai bác này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có lót dạ nửa con tép, chứ đừng nói tôm cá, vì chúng đã hết trọi, mà nước thì cạn dần thế này, thì trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ chằn trâu. Cách đây 5 năm, tôi đã bị chúng bắt một lần. Cũng may, nhờ một bà già mua và đem đến chùa phóng sanh, nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc, tôi bắt rùng mình." Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ, thì chị cò thương hại hỏi: "Sao bác không đi ở nơi khác một phen xem thế nào?" "Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xá thì xa xôi nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, cho nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rúng còn hơn." Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn lên
với một niềm hy vọng. Thôi, bác khỏi lo, cách đây 10 dặm có một hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán. Chúng tôi sẽ đem bác đến đấy. Trước là giải quyết sinh kế, mà sau nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi, 10 dặm, một dặm mà tôi đã đi đến trưa, huống nữa là 10 dặm. Thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo, chàng cò tin tưởng nói. Chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác thử nói xem. Chàng rùa vội vàng hỏi. Khó thế nào tôi cũng cố gắng. Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp như thế này. Hai vợ chồng tôi tha một cái cây, mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay chặn giữa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm, bác nên nhớ. Trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hay hỏi han gì cả, mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi. Bác nhớ nhé. Tôi dặn lại, dẫu gặp trường hợp nào, bác cũng phải ngậm miệng, không được nói năng. Chàng rùa ra dáng hiểu biết. Thôi tôi nhớ rồi, hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại thiết tha căn dặn lần cuối cùng. Đó, bác bây giờ muốn ho hen hay nói gì thì cứ nói đi, chứ chốc nữa mà mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định, bốn cánh vỗ mạnh. Hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa hỏng mặt đất rồi từ từ lên cao, chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát, mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt. Đây là cánh đồng xanh rì rợn sóng như tấm nhung xanh. Kia, con sông trắng phao nằm quằn quèo như con bạch xà lượn khúc, và cây cối, nhà cửa, vân vân. Bao nhiêu là cảnh đẹp mắt. Đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa thích tò mò. Nhưng may thay, mỗi lần định hỏi, chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh chàng cò trắng. Nếu sự đời yên ổn thì nói làm chi? Rủi thay, trên đường hành trình của chàng rùa, không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa la lớn. Anh em ơi, ra đây coi nè, hai con cò tha một con rùa, á ha, vui quá. Bọn trẻ đồng la ầm lên, một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn. À ha, thật giống hai thằng mỏng dắt một anh thầy bói. À ha, thầy bói, thầy bói. Không dằn được tức giận, chàng rùa định bụng trả lời. Mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhảy con. Nhưng tội nghiệp thay, vừa mới mở miệng, rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Đức Phật dạy, ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không đúng thời mà phải mang họa như trường hợp con rùa trên đây. Này các đệ tử, họa từ miệng phát sanh, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng. Thuật giả Hoàng Minh. Người mẹ. Nắng hồng bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ. Những tiếng chim ríu ríu hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đằng xa, một dáng điệu ai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng hào quang chói lọi, khoan thai, lần bước với chiếc gậy trúc tẩm màu sương nắng. Đây chính Đức Phật. Như thường lệ, mỗi lần nắng lên, Ngài đi khất thực. Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo. Nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu, cao lại như phóng ra những tia lửa hung ác. Nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chồm đến ngài, theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói. Người hãy im.
chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao. Lanh tay nhưng rất dịu dàng, ngài đỡ lấy hai chân trước, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại. Ngươi hãy bớt nóng, ta hiểu. Ngươi chính là mẹ của chủ nhà này. Kiếp trước, ngươi rất hung ác, tham lam. Lâu đài Nguyên Nga đây, tất cả châu báu đây, chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người. Ngươi đã không chút thương tâm, thẳng tay đục khoét tận tủy tận xương từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút, trước khi tắt thở, ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc nuối những của cải. Nên ngươi bị đọa, đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bo bo giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh, còn mãi tham lam tàn ác. Oai đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối. Chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lùi bước. Đôi mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, động lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương, chán nản, nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau màn cây. Từ đó chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhếch bước đi đâu. Cử chỉ ấy làm cho đế đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia chó rất mạnh mẽ, giữ nhà rất cẩn thận, mỗi lần người lạ mặc vào không khỏi hết hồn với nó. Thế mà nay, nó chỉ nằm trong xó, không một hơi sủa. Đế đô tìm cách tra hỏi đứa ở của ông. Nó kể chuyện Đức Phật đến khất thực. Không hiểu, ngài đã làm gì chó nhà ta, mà từ đó nó buồn và đau đớn như vậy. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức, là hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy đi tìm ngay Đức Phật để nhức mắng và đòi thường. Trước cử chỉ hung hăng tàn bạo của ông ta, Đức Phật vẫn vui vẻ điềm đạm bảo: Ta sẽ nói cho người hay, nhưng người phải dịu lòng đi đã. Nhờ công năng tu tập, ta đã chứng được túc mạng minh, thấy rõ kiếp trước của mọi người, nên ta biết chó kia chính là mẹ ngươi kiếp trước. Vì quá tham lam tàn bạo nên nay phải hóa thân vào kiếp chó để trở lại giữ của cải cho nhà ngươi. Đế đô cướp lời: Những lời của ông nói đều là huyễn hoặc, vu khống, tôi không thể tin được. Sự thật chính là thế, vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ. Ngươi không tin, về đào lên phía dưới giường, nơi chó thường nằm, sẽ thấy một lọ vàng. Lòng tham lam của đế đô đã dằn được cơn giận, vội vàng hỏi: Thật không ông, sao ông biết? Lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn, nhưng vì khi lâm chung không kịp trói lại. Nay mẹ kia chính là chó ấy, thường nằm trên đó để giữ cho ngươi. Ngươi làm theo lời ta, sẽ hiểu ta nói đúng hay sai. Từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận, tham lam thấm vào trái tim hồng. Quả nhiên bới lên một lọ lớn đầy cả vàng với vàng, nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của đế đô. Nguồn tin đã hòa mạnh trong tim hồng làm tiêu tan tất cả những tham luyến hung tàn. Ông ôm lấy chó khóc nức nở, vô cùng ăn năn. Đoạn đến quỳ bên Đức Phật, đôi mắt đầm đìa dịch cảm rung lên những lời cầu khẩn thiết tha: Xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Đức Phật liền bảo: Nay ngươi đã biết ăn năn, thế là ngươi đã có thể trở lại con đường lành. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng thành kính sám hối cho mẹ ngươi, đem tiền của bố thí cho mọi người và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy. Ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát. Đế đô vâng lời Phật dạy, ngoài sự chí thành cầu nguyện, còn đem gia sản bố thí cúng dường. Không lâu, một hôm, chó duỗi mình khoe khoắn tấm thảm, rồi buông ra một hơi thở dài.
không còn là hơi thở đầy luyến tiếc, tham lam, muốn bám víu lấy sự sống, mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thỏa mãn. Chó đã chết. Nhưng chó ấy, mẹ của đế đô sẽ về đâu? Kiếp sau như thế nào? Tối hôm sau, trong giấc mộng, đế đô thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòm mây trắng, uốn giòn đến trước mặt người. Từ trong đó, hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần, vỗ nhẹ lên vai đế đô và nói: từ lâu, vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ để con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được vãng sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật, cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Gieo nhân gì gặt quả ấy. Tham lam tàn ác, bị lầm than. Tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây, con hãy vâng lời Phật dạy, gắng công tu học. Thôi, mẹ từ biệt con. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến vì rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài hoảng quá, vội trèo lên cây. Bầy chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú nói với lên: đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé. Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không. Đức Phật trả lời: tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ. Câu chuyện người đồ tể giết heo. Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều, vân vân. Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán.
Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một phốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng, hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh, en ép, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt, và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn, vật vã, tru réo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt, nhe răng, gầm gừ, chắp nuốt như con heo và bò đi lởm ngởm, siêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc, ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình, con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà Cung Đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ép, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể Cung Đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả, chưa thấy ai dã man tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, Cung Đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, các sa môn nói, Cung Đa đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc kệ: Nay buồn đời sau buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn. Câu chuyện cò và cua. Một hôm, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Vương, A Xà Thế và một số trẻ em trong hoàng cung. Ngài nói, dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì không bao giờ thành công. Ác nghiệp, bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Hôm nay, ta sẽ kể câu chuyện đã xảy ra hàng ngàn kiếp trước. Câu chuyện về con cò, con cua và những con cá. Trong một tiền thân xưa kia, ta là một vị thần ở cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm, một cái nhỏ xấu, một cái lớn trông rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, đầm lớn sen mọc che kín mặt nước. Gặp một năm, trời làm tiêu khô, hạn hán, đầm nhỏ nước cạn gần hết. Trái lại, cái đầm lớn có sen phủ, không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ, một con cò đi ngang qua đó, nhìn thấy trong đầm nhỏ cá nhiều vô kể. Nó đứng lại, co một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào chúng sẽ lủi bằng hết.
vị tất đã bắt được con nào. Ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉa dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chúc nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang đầm bên kia, chúng được vẫy vùng thì sung sướng lắm. Trong đàn cá, có một con thấy cò dáng điệu kỳ khôi, có một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định, bèn hỏi. Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ, nhìn thấy các em, anh không khỏi mũi lòng, nghĩ thân phận của các em anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, các em không thấy sao, nước cạn đã nhiều, nếu trời cứ nắng như thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết. Nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói, quẳng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh, năn nỉ. Tôn ông ơi, tôn ông có mưu trước gì tế độ, giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế rất hay, có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tai, cố nghe rõ. Cò nói, ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này rất nhiều, sen mọc phủ đầy đầm, nước vì thế không bao giờ cạn. Các em di cư sang ở bên đó, anh lấy mỏ gấp từng em một chuyển sang, chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật từ thuở lọt lòng mẹ tôi ra đến giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhao nhao lên chất vấn con cua. Chú mày lạ cái gì, lạ làm sao? Cua trả lời, từ khai thiên lập địa đến giờ, có thuở nào cò thương hại bọn cá, cua chúng mình. Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp xen vào. Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức, tội quá. Chú gieo rắc sự nghi kỵ để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm niệm cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng. Anh không có tà tâm ác ý nào cả. Quay về đàn cá, cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy chỉ định một em, anh quắp sang bên kia chơi ít lâu rồi anh lại quắp về. Em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời của anh nói, việc anh làm có đúng không? Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cử đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá sang đầm bên kia thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn, nó ca ngợi cò hết lời, tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhào nhào xin cò hoan hỷ, chuyển vận di cư sang ngay bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu, cò đem chú đặt lên trên chảng ba của cây cổ thụ, rỉ hết thịt ăn, còn xương vứt xuống dưới gốc cây. Ăn thịt cá già xong, cò quay về đàn cá. Nào, em nào muốn đi với anh ngay bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn cho thỏa thích. Dần dần cả đàn cá, con lớn con nhỏ, con già con trẻ được định cư vào bụng cò tất cả. Đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc nghi ngờ sự mang trá, thủ đoạn của cò. Nó nghĩ, ta nghi quá, đàn cá được sang bên kia đầm sen thật là vô lý. Không khéo cả đàn, cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết,
thì nó cũng khó bảo toàn được tính mạng. Cò lại gần cua vồn vã mơn trớn. Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, ô hay, thì cũng như các em khác, anh quắp vào mỏ, chứ bằng cách nào nữa. Cua nói, em nghĩ như thế không được anh ạ, cái áo vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ của anh, em cố lựa không để cho anh đau đâu. Như thế có lẽ bảo đảm hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe nói có lý, gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến chảng ba của cây cổ thụ, nó dừng lại. Cua liền hỏi, sao lại dừng ở chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à? Hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy. Em ơi, ai dại dột gì mà đi chợ mướn cho bọn bay? Tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày. Tao chỉ muốn chở bọn mày tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Xem kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghịu dưới gốc cây không? Mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Anh cò ác độc ơi, tụi tôm cá đó dại dột quá nên mới bị anh lừa dối và ăn thịt. Nhưng em thì anh đừng có hòng mà ăn thịt được. Anh hãy mang em về dưới hồ đi, nếu không em sẽ kẹp đứt cổ của anh cho mà xem. Nói xong, cua bắt đầu xiết những gọng kìm của cua trên cổ cò. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa, thổn thức. Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu, anh sẽ đưa em sang đầm sen. Cua nói truyền lệnh, đi mau. Cò lủi thủi sang đầm sen, vươn cổ đặt ngang mặt nước để cho cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức hai càng siết chặt, cứa cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được mục kích nói, cua làm thế phải lắm, ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá, để mưu đồ vị kỷ, không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc, con cò gian manh lại gặp phải con cua mưu trí. Đức Phật kết thúc thời Pháp, Ngài nói, ở đời, ăn ở hiền lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ, ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Câu chuyện vợ chồng bị đá đè chết. Nghê Cửu là người quận Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, nhưng nhờ buôn bán gặp thời vận và nhờ biết tiền tặng nên chẳng bao lâu đã trở nên một người giàu có. Ông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ phải đảm đương nếp sống gia đình thật chật vật, khó khăn. Bà đã từng làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ông trưởng thành nên người. Đáng lẽ Nghê Cửu hiện tại cuộc sống được đầy đủ, phải biết hiếu dưỡng mẹ già tóc đã hoa râm để báo đáp ân đức cao dày như trời cao đất rộng của mẹ hiền thì mới phải. Nhưng Nghê Cửu, sau khi cưới cô vợ trẻ đẹp về, nàng coi mẹ chồng không ra gì. Nàng cho rằng bà là người xuất thân từ hạng nô bộc, làm công, tôi tớ, bị người sai xử, rất là bần tiện. Nghe cửu nghe những lời nhỏ to xúc xỉm của vợ, bèn đem bà cụ cho ở sau trái nhà, xem mẹ như cái đinh nhọn trong mắt của mình. Hai người, cả chồng lẫn vợ, đều nghĩ rằng bà cụ vốn là người nô bộc hèn hạ, nên chỉ định bà phải làm những việc của kẻ hầu người hạ. Tất cả mọi việc trong nhà như quét tước, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, vân vân. Nói chung, mọi việc từ lớn tới nhỏ, thảy đều giao phó cho một mình bà lão tóc đã bạc hoa râm đảm trách. Còn vợ chồng Nghê Cửu phè phẫn ngồi không hưởng lạc. Một hôm, nhà sửa soạn mở tiệc đãi khách. Từ sáng sớm, vợ chồng Nghê Cửu thức giấc, đang còn nằm trên giường. Nghê Cửu từ trên giường gắt gỏng lớn tiếng, vừa gọi vừa quát mẹ ở phòng kế bên. Dậy đi, nhanh thức dậy, hôm nay nhà có tiệc, sao bà chưa chịu dậy? Tội nghiệp bà cụ, đang còn trong cơn ngủ say, nghe con gọi bảo thức dậy, bà chợt tỉnh trong cơn mơ mơ màng màng, hất tung mền ngồi dậy, đi xuống bếp nấu thức ăn. Sáng hôm đó trời âm u, giông bão nổi lên, tiếp theo là cơn mưa như thác đổ. Những tảng đá lớn trên núi gần đó bị mưa to gió lớn tróc ra và rơi bay xuống trúng nhằm ngay phòng ngủ nhà Nghê Cửu. Lập tức,
nóc nhà bị ngã sập xuống và tảng đá to lớn đó đã đè chết vợ chồng Ngê Cửu. Mẹ Ngê Cửu vì đang nấu ăn phía sau nhà bếp nên được may mắn thoát chết. Người lối xóm nghe tin dữ này đều nhận xét. Đó là quả báo bất hiếu của vợ chồng Ngê Cửu, đủ chứng minh nhân nào quả nấy. Câu chuyện lòng hiếu của Mít. Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn, đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành. Mùi thơm phảng phất đâu đây của món ăn đông phương bay trong bầu không khí buổi chiều. Cuối cùng, cậu đã đến chỗ có ánh sáng trắng chiếu trên tấm bảng. Người cho mượn tiền. Mít mở cửa ra, gặp ông chủ là người mập mạp, có khuôn mặt to và cái miệng tí xíu. Ông đang ngồi ở trên chiếc bàn giấy. Chào cậu bé. Kính chào bác ạ. Cháu cần việc gì? Mít hít một hơi thật dài. Cháu muốn nhờ bác giúp đỡ cho cháu mượn một số tiền. Tôi biết rồi. Ông đưa tay chà lên mặt với những chiếc nhẫn quý đeo nơi ngón tay mập bự. Cậu bé đặt tay vào trong túi áo dơ bẩn và mỏng manh của mình rồi nói. Cháu cần tiền thưa bác. Ông chủ cười. Tất cả chúng ta ai mà không cần tiền hỡi chú bé? Một số người cần tiền hơn những người khác thưa bác. Đúng, đó là sự thật. Nhưng tôi là một thương gia và nếu cho cháu mượn tiền, ít ra tôi phải nắm chắc cháu có thể trả lại số tiền ấy hay không. Thưa bác, cha cháu đã từ trần, hiện mẹ cháu đang đau nặng. Mỗi tuần cháu làm việc chỉ được có 10 đồng tiền công. Cháu phải đưa mẹ tới vùng núi để ăn dưỡng. Vì bác sĩ nói bà sẽ trở nên khá hơn khi sống ở trên đó. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và hoàn trả số tiền mà bác cho cháu mượn. Cháu sẽ trả lại rất mau bác ạ. Ông chủ nhìn cậu bé, cậu đang thở một cách nặng nề. Cậu khao khát và hồi hộp. Ông chủ cảm thấy thương hại cho đứa trẻ, nhưng sự buồn lo là điều không tốt đối với người doanh thương. Ngày qua ngày, những ý nghĩ đó đã là một trận đấu tranh sâu sắc trong lòng ông. Người ta đến văn phòng ông toàn là những người nghèo khổ, nghèo kinh khủng. Nhiều lần ông muốn cho và giúp đỡ họ, nhưng ông lại luôn luôn chống trả ý nghĩ này. Ông tự nhủ. Ta là người cho mượn tiền, không phải là người cho tiền không cho người khác. Cháu à, ta không thể giúp cháu được đâu. Mít nhìn ông và cặp mắt đẫm lệ. Cháu tên gì? Thưa bác, tên của cháu là Mít ạ. Thế Mít, cháu có ít tiền nào không? Dạ có, 10 đồng. Cháu vừa mới lãnh lương xong. Mít, cháu có biết sổ số là gì không? Cháu có biết những tấm vé số ra sao không? Đây là một tấm vé số với các con số trên đó. Tuần sau sẽ sổ số. Nếu tấm vé số của cháu có những con số trúng, cháu sẽ lãnh được 500.000 đồng. Với tấm vé số này, hy vọng là cháu trúng tất cả số tiền ấy. Cháu sẽ hy vọng trúng, nhưng thưa bác, đó là một hy vọng mờ ảo. 10 đồng của cháu có nghĩa là sự sống hằng ngày. Nếu còn lại chỉ 5 đồng, cháu sẽ làm được gì đây? Nghĩ kỹ đi cậu bé, đó là một cơ hội tốt để giúp đỡ mẹ cháu. Nhưng cháu sẽ nói thế nào với mẹ khi cháu chỉ còn 5 đồng thôi? Mặt cậu bé tỏ vẻ lo lắng khi nghĩ về những câu hỏi khó khăn này. Cháu có thể nói rằng cháu đã đánh mất nó. Như vậy cháu phải nói dối với mẹ rồi. Cháu Mít à, một người được nói láo, ngay cả đến người yêu của mình, nếu nguyên nhân là tốt, nếu đó là một lý do chính đáng. Mít chờ thấy hai tờ giấy bạc 5 đồng dơ bẩn trong túi của mình. Đây là công lao của việc làm suốt một tuần, thức ăn của cả một tuần. Đem đổi lấy một tấm giấy màu này. Bác cho cháu tấm vé số ấy. Ông chủ với bàn tay trắng mềm đưa qua chiếc bàn giấy, Mít có thể thấy những con số mà nó sẽ đem đến trong giấc mơ của cậu. 012639. Tờ giấy bạc 5 đồng được rút ra khỏi túi và thay vào đó là tấm vé số. Mít sống trong phần đất nghèo nàn nhất của tỉnh, chạy dài xuống phía dưới con sông.
những căn nhà được làm bằng loại thùng thiết đựng dầu và các loại thùng gỗ. Ở đó có những mùi thật khủng khiếp. Ba người đàn bà đang cãi lộn, hai người đàn ông đang chơi cờ phía dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Một ông khác đang ăn ngấu nghiến trong khi một con chó cũng vừa chạy vào bóng tối mang theo mảnh thức ăn rớt từ cái đĩa của ông. Mít mở cửa nhà, mẹ cậu mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của bà trước đây giờ đã trở nên gầy gò và trắng nhợt. Mít đấy à, con về hơi trễ đấy. Vâng, con đã đi trở lại nơi làm việc hai lần. Tại sao vậy hả con? Con bị mất 5 đồng, có lẽ con đã đánh rớt nó ở đâu đó. Ồ, mít, bà sắp nói một cách giận tức với con. Nhưng gương mặt trẻ trung của cậu lộ ra vẻ hoảng sợ. Mít là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được số tiền đó. Thôi được, chúng ta cố gắng sắp xếp việc nhà sao cho ổn thỏa là được. Con đến dùng cơm luôn đi. Mít ngồi ăn cơm trên chiếc hộp cũ mềm và nghĩ thầm. Ta sẽ không bao giờ nói láo với mẹ nữa. Buổi sáng, cậu giấu tấm vé số vào trong tấm hộp thiết đen nhỏ chứa đựng những bảo vật. Những bảo vật này gồm có một tấm hình của cậu chụp chung với một anh thủy thủ và một chiếc nhẫn mà cậu đã lượm được trên đường. Đó là chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên đá quý bên trong nó chiếu sáng lấp lánh khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Đối với Mít, nó là một vật đẹp, món sở hữu quý báu nhất. Những ngày kế đó, cậu sống trong tình trạng lo âu bồn chồn, chờ đợi kỳ sổ số. Mỗi thứ ba đều có sổ số tại rạp hát. Nếu có vé số, bạn có thể đi vào đó dò xem. Cầm tờ vé số trong tay, Mít nhập vào đám đông đi vô rạp hát. Có 6 cái trống, thùng tròn, mỗi cái đều có những số trên đó. Một người đàn ông to lớn trong chiếc áo đỏ ra dấu và 6 cậu bé với trang phục màu xanh bước ra phía trước. Mỗi cậu đi đến một cái trống. 6 cậu bé này cầm hy vọng của hàng ngàn người. Ông to lớn ra dấu. Cậu bé thứ nhất quay cái trống. Trống được đà quay rất nhanh khiến không ai có thể nhìn thấy số được. Rồi nó đi chậm lại. 9, 8, 7, 6. Chậm hơn. 5, 4, 3, 2, chậm nữa, 0, và nói dừng lại. Đó là số đầu tiên trên tấm vé số của Mít. Rồi cậu bé thứ hai tiếp tục và nó ngưng ở số 1. Mít thì thầm cầu nguyện. Cậu bé thứ ba lại quay tiếp. Nó ngừng ở số 2. Còn 3 số nữa, mẹ mình sẽ sống trên núi suốt đời. Mít cầu nguyện chiếc trống thứ tư đã ngưng ở số 5. Cậu khóc lên và chạy ra khỏi rạp hòa vào phố xá. Chiều tối, cậu xem báo và đọc những số trúng. Cậu thấy không trúng gì hết, không có gì cả. Chiếc vé của cậu không còn giá trị nữa. Lúc đó, cậu quyết định bán chiếc nhẫn. Cậu nghĩ, ta có thể nhận 5, 10 đồng hoặc 20 hay có lẽ 100 đồng với chiếc nhẫn này, hay có thể 1.000 đồng. Nó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như ánh lửa ngoài nắng. Một người nào đó có thể đánh lừa ta và trả giá rẻ hơn so với giá trị của nó. Ông chủ tiệm hẳn sẽ biết rõ về chiếc nhẫn này. Cậu bèn chạy đến cửa tiệm của người cho mượn tiền. Ông chủ đang đóng cửa tiệm, thì ngay khi ấy cậu cũng bước tới. Chào cậu bé, ta hy vọng cháu đến đây với những tin tốt đẹp. Thưa bác, cháu chẳng được gì hết. Ngay cả một số tiền nhỏ nhất, cháu không trúng gì cả. Cháu sẽ cố gắng làm việc và cháu sẽ làm việc cho đến khi nào dành dụm được 5.000 đồng để mua một mảnh đất nhỏ trên núi. Rồi cháu sẽ xây một căn nhà bằng đá cho mẹ cháu. Cháu sẽ làm việc trên cánh đồng ấy cho đến khi làm chủ nó. Mẹ cháu sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ. Vậy bây giờ cháu muốn gì nữa? Thưa bác, cháu có một chiếc nhẫn mà cháu lượm được lâu rồi. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cháu phải bán nó đi và không biết nó đáng giá bao nhiêu. Mít đưa chiếc nhẫn ra ánh sáng cho nó chiếu. Ồ, nó thật tuyệt, đẹp quá. Cháu đã gặp nó ở đâu vậy?
cháu đã gặp nó ở trên con đường đi về phía những con tàu. Cậu bé thân yêu của tôi ơi, chiếc nhẫn này thuộc về vợ tôi và trước đó nó là của mẹ vợ tôi. Tôi đã hứa là sẽ trả 5.000 đồng cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa và mở tủ sắt kiên cố của mình. Mít thì rất ngạc nhiên về việc giàu có một cách quá đột ngột của mình như thế. Mẹ cậu có thể sống trên núi, không khí tươi mát sẽ làm cho bà khỏe trở lại. Cậu nhìn ông chủ đếm 50 tờ giấy 100 đồng. Tiền đây, bây giờ cháu hãy đưa cho bác chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đẹp chiếu lấp lánh như lửa khi đưa ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác nhiều. Cháu phải chạy về nhà gấp và nói cho mẹ cháu biết ngày mai cháu và mẹ lên núi sống và ở trên đó. Chúc cháu được nhiều hạnh phúc. Sau khi bắt tay, cậu bé cáo từ và khuất dạng vào bóng đêm. Ông chủ đóng cửa tiệm lại và đứng ở phía ngoài một lát. Một chiếc xe rác đi qua, thu gom những thứ dơ bẩn từ các căn nhà. Ông quăng chiếc nhẫn vào trong xe rác, rồi băng qua đường đi tới tiệm cà phê, nơi mà hằng đêm ông thường đến đó để ăn bữa cơm chiều đơn độc. Trong những buổi chiều dài lê thê lẻ loi ấy, ông nghĩ rằng, lẽ ra mình đã có vợ rồi thì phải. Câu chuyện trả bạc được phước. Thuở xưa, có một người tên là Bãi Ông, nhân lúc thanh nhàn, vào Vân Nam đặng thăm một người bạn tên là Trương Hồng Ất, quê quán ở núi Côn Sơn. Khi trước, người ấy cùng Bãi Ông đồng đổ khoa Hiểu Liêm, sau vu phong làm chức đốc chế tại Vân Nam. Lúc vừa đến tỉnh, Bãi Ông bèn ở nơi khách quán nói chuyện cùng mấy người bổn xứ và hỏi thăm chính sách của Trương Hồng Ất. Nghe ai nấy cũng đều khen ngợi là một ông quan đức hạnh vẹn toàn, đoán xét công bình, nói năng nhân hậu, chẳng khác nào cụ Hưng Giang thuở trước làm ngự sử nơi xứ đó. Bãi Ông bèn rời khách quán đi vào dinh, nhưng thấy quan đốc chế Trương Hồng Ất còn bận việc nơi công đường, nhờ vậy ông được xem xét các sở trong dinh. Thấy đâu đó người làm việc đều ân cần sốt sắng, ông đủ biết là một vị quan hiền, y như lời dư luận chẳng sai. Khi quan đốc chế tiếp được danh thiếp của ông, ngài vội vã ra đón rước và rất vui mừng, mời ông vào nhà khách đãi đằng trà nước và cùng nhau vui chuyện hàn huyên. Lúc trở lại công đường, quan đốc chế có giao cho Bãi Ông ít quyển sách để xem cho đỡ buồn. Nguyên mấy quyển sách ấy nói về triết lý của đạo Phật mà Bãi Ông chưa hiểu đến Phật giáo. Nên khi xem giáo lý của Phật có nhiều chỗ xét không ra, nghĩ không tới, thành ra nửa tin nửa ngờ, chưa biết quyết định ra sao. Khi Bãi Hầu, quan đốc chế trở lại nhà khách, nói chuyện với Bãi Ông một hồi, rồi hỏi rằng, nhân huynh xem triết lý của đạo Phật thấy thế nào? Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thật không biết sao mà tin. Đó chính là nhân huynh còn lầm theo cái thấy, cái nghe của lỗ tai, con mắt. Cho nên khi đụng đến cái nào ngoài sự thấy và sự nghe thì không biết sao mà dám tin. Vậy cũng là một cái thông bệnh của người học nho như tôi hồi trước, chứ không khác gì. Nhân huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học nho thường nghe nói rằng trời sinh ra loài người, mà rốt lại thì không hiểu cái nguyên nhân và cái phương pháp của trời sinh người ra thế nào. Nếu nói trời sinh ra người được thì ai sinh ra trời? Còn như nói trời là do thái cực mà sinh ra thì thái cực có hình tướng hay không hình tướng? Nếu nói có hình tướng thì chúng ta sao không thấy được? Bằng nói không hình tướng thì làm sao lại sinh được cái nòi giống hữu hình hữu tướng như thế? Vậy thì cái lý thuyết ấy đối với nhân huynh có tai nghe mắt thấy xác đáng hay không mà sao lại tin được? Vậy nhân huynh phải hiểu rằng Phật là một bậc sáng suốt hoàn toàn, thấy ở ngoài sắc, nghe ở ngoài tiếng và biết hết ở ngoài vô lượng thế giới. Nên những câu chuyện của Ngài đã khai thị ta là Ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, không phải dùng sự suy tưởng mà nói một cách mơ hồ. Cho nên tôi đây đã từng nghiên cứu những thuyết tội phước nhân quả, thuyết sinh tử luân hồi, thuyết lục đạo tam đồ,
cho đến thuyết tâm thuyết tánh, thuyết chơn thuyết vọng, không có thuyết nào là không hợp với lý chơn và không đúng với sự thật. Chỉ vì nhân huynh lâu nay chưa từng để ý xem xét và kinh nghiệm đó thôi. Luân Diệp, tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhân huynh nghe, thì mới rõ cái thuyết nhân quả của Phật nói là không sai. Nguyên ông sơ và bà sơ của tôi, thuở xưa nhà thật nghèo, gia sản chỉ có một chiếc thuyền để chở mướn mà độ Nhật. Một bữa nọ, mưa rơi lác đác, gió thổi lao xao, quang cảnh bi thương, tứ bề hiu quạnh. Các thuyền đang đậu bến nổi lửa nấu cơm. Bỗng đâu có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi, tới gần chiếc thuyền của ông sơ tôi mà xin đưa ông về Trương Phố. Khi thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi nhìn thấy ông lão có khí sắc không được vui, bèn hỏi quê quán ở đâu và định về Trương Phố làm gì. Ông lão nghe hỏi, trên mặt càng lộ ra vẻ buồn, hình như câu hỏi của ông sơ tôi kích thích chỗ thương tâm của ông. Ông lão do dự một hồi lâu, bèn đáp lại, cậu ơi, vốn tôi đây thật là bất hạnh, cái đời của tôi thật là chua chát, nếu nói ra cho cậu nghe thì lại thêm chỗ đau lòng. Ông sơ tôi nói rằng, không hề chi, trong khoảng đời nếu ông có chuyện gì không được vui lòng, thì xin ông cứ nói thật cho tôi nghe, quả mai tôi có thể giúp ông được chăng? Ông lão nghe nói vậy, bèn đáp lại rằng, vốn hai vợ chồng tôi cực khổ làm ăn, khi ngoài 50 tuổi mới sinh được một đứa con gái. Rồi khi nó lớn khôn, lại gả chồng ở xứ xa, nên ít tới lui thăm viếng. Tình mẫu tử có một mẹ một con, nên mẹ nó rất thương nhớ, ít lâu sau bà thọ bệnh mà từ trần. Còn phần tôi thì một mình cặm cụi, mãi lo làm ăn đặng độ cái thân cho qua ngày tháng. Nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai nuôi nấng, và khi tối lửa tắt đèn thì không ai giúp đỡ, nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn, tính qua ở với đứa con gái của tôi, đặng sớm khuya hủ hỉ với hai vợ chồng nó cho khuây khỏa trong lúc tuổi già. Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giã lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà người con gái của ông. Còn hai vợ chồng ông sơ tôi lại chèo thuyền về chỗ cũ mà nghỉ. Sáng ngày ông sơ tôi đang quét dọn trong ghe, bèn thấy có một cái gói, liền mở ra coi mới biết của ông lão bỏ quên bữa trước. Ông tôi nói với bà tôi rằng, gói của ông lão bỏ quên đây là tiền của ông để dưỡng già, mà lại tánh mạng của ông cũng ở nơi đó nữa. Một khi ông đến nhà đứa con gái rồi, thì ông cũng nhớ lại gói bạc, quảng hốt mà trở lại kiếm thuyền của ta, chứ chẳng không. Vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó, cô có gặp ông mà trả gói bạc lại kẻo tội nghiệp. Quả nhiên, khi ông sơ tôi chèo thuyền tới đó, thì thấy ông lão đương chống gậy nơi mé sông mà khóc ấm ức. Ông sơ tôi bèn kêu lớn rằng, đồ của ông còn đây, không có mất đâu mà ông khóc. Ông lão nghe kêu mới tỉnh hồn lại, liền ngước mặt lên, vừa mừng rỡ vừa cảm phục ông sơ tôi. Ông bèn lấy gói bạc rồi mở ra lấy phân nửa đưa cho ông tôi mà đáp ơn. Nhưng ông sơ tôi nhất định cố từ và nói rằng, xin ông cất hết gói bạc đó để dưỡng già. Nếu tôi cầu lợi thì đã lấy luôn gói bạc ấy, có đâu đem trả lại cho ông như vậy. Ông sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn mà lòng nhân từ quảng đại, dân trong vùng đó ai ai cũng đều yêu mến. Sao ông sơ tôi xin ông cố tôi là ngài Hư Giang làm ngự sử nơi xứ này, ông nội tôi là ngài Lỗ Đắc thi đậu tiến sĩ, làm quan thái thú tại quận Tấn Giang. Qua thân sinh tôi là ngài Lỗ Duy thi đậu Đình Nguyên, làm chức phương bá tại quận Mân Việt. Còn tôi đây cũng nhờ cái ân dư âm ấy nên mới được như vậy. Nhân huynh coi đó thì đủ biết rằng cái gương nhân quả không sai. Bãi ông nghe ngài đốc chế Trường Hồng Ức nói như vậy rồi, từ đó mới đem lòng tín ngưỡng Phật giáo. Câu chuyện bát cơm cúng Phật. Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ, có một nữ Phật tử thuần thành, nhưng cô ta lại gặp một người chồng, không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước,
dù cô ta đã nhiều lần giảng giải. Một hôm, Đức Thế Tôn mang y ôm bát đến nhà cô khất thực. Gặp lúc chồng đi vắng, cô mang đồ ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ dưới chân ngài. Đức Phật chú nguyện cho cô: gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, thí chủ sẽ được vô lượng phước báo. Trong lúc Thế Tôn đang chú nguyện, thì người chồng từ thành Vương Xá trở về. Nghe Đức Phật nói như vậy, chẳng hiểu nghĩa lý gì cả. Anh sấn tới trước Đức Phật: này Sa Môn Cụ Đàm, làm gì mà được nhiều như vậy? Sa Môn nói láo, Sa Môn nói không thật, Sa Môn hãy đi khỏi chỗ này đi. Dù anh ta nói lỗ mãng, nhưng Đức Thế Tôn vẫn mỉm cười, ngài ôn tồn bảo: này anh từ đâu mà đi về đây? Từ trong thành về. Anh đi ngang qua khu rừng, có thấy cây ni câu loại không? Thấy. Anh thấy nó cao bao nhiêu? Cả hàng mấy chục thước. Mỗi năm nó được bao nhiêu trái? Ồ, không kể hết, chỉ có đem thúng mà lường thôi. Này anh, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí mà sanh ra cây ni câu loại cao hàng mấy chục thước. Cành lá xum xuê chiếm một khoảng rừng rộng lớn, mỗi năm nó cho ta hàng trăm ngàn quả. Này anh, đó là loài vô tri còn như vậy, huống là thí chủ hoan hỷ cúng dường cho Như Lai một bữa ăn. Phước đức ấy không thể đo lường được. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, anh chàng hồ đồ ấy trong tâm bừng tỉnh, rất lấy làm ăn năn về hành động thô lỗ của mình vừa rồi, liền đến quỳ dưới chân Thế Tôn cầu xin sám hối. Kính bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tha lỗi cho con. Từ đây con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Lành thai cư sĩ. Câu chuyện cứu người nguy cấp, công đức vô lượng. Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp sửa trầm mình tự vận. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chu ông thấy vậy bèn nói: ta sẽ giúp các ngươi trả nợ. Thế rồi cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu phú ông hỏi: hai vợ chồng người này thiếu của các ngươi bao nhiêu? Bọn lưu manh nói: 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng. Chu phú ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đổi lấy tờ giấy vay nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi, đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu phú ông nói: khi sinh ra không mang một đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được một cắc, cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong cười ha hả và trở về nhà. Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết, thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu. Cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý. Chu phú ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người khác báo đáp. Thật là một tấm lòng đại từ bi, có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn. Đức lưu con cháu thật đáng phục thai. Câu chuyện ôi hạnh phúc. Đại đức Bạc Đề trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc Vương quốc Saka và là người trong hoàng tộc Sakya, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Lúc ấy trời đã về khuya, có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa, nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thưa với Phật:
Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc ngồi thiền, con có nghe Bạc Đề thốt lên hai tiếng: "Ôi hạnh phúc!" Con nghĩ là thầy Bạc Đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia, có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu. Phật im lặng. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi Bạc Đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi: "Bạc Đề, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, thầy có thốt lên: 'Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc!' Có đúng như thế không?" Đại đức Bạc Đề chắp tay trả lời: "Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó." "Vì sao? Thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe." "Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới gọi cây trong đêm vắng, vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi an lạc đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần: 'Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc!' làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con. Con xin thành tâm sám hối." Phật khen ngợi Bạc Đề trước mặt đại chúng. Ngài nói: "Hay lắm, này Bạc Đề, thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy. Niềm an lạc của thầy cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời." Cả đại chúng nghe Phật nói đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của Bạc Đề. Câu chuyện chuông đeo cho mèo. Lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều. Một hôm, chúng hợp lại bằng cách đối phó, chuột cống ra bộ khôn ngoan, nói: "Sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có tài rình mò và vồ bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ của lão để biết mà tránh." Nghe vậy, lũ chuột thích chí, hăng hái bàn: "Phải đấy, có chuông, lão đi đến đâu ta sẽ biết ngay. Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút." Cả bọn vỗ tay tán đồng: "Đi mua ngay chuông đeo cho lão mèo thôi anh em ơi." Đến khi mua được chuông đem về, bàn xem cử ai đến chỗ mèo đeo chuông vào cổ cho lão, thì cả hội đồng chuột ngồi im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa câu. Bất đắc dĩ, chuột cống nói: "Tôi là bậc ông nghè, ông cống đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó. Cử anh nhắc đi, anh ta nhanh nhẹn lắm." Nhắc cãi lại: "Tôi đi sao được, vì tôi láo táo, sợ không làm được việc. Cử anh chù đi là tốt nhất, anh ta chậm nhưng chắc chắn, làng không lo hỏng việc." Chù thật thà thưa: "Là phận tôi tớ của làng, các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm, nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa." Chuột cống nhanh mồm nói luôn: "Mày hôi như cú ấy, mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu." Cực chẳng đã, chuột chù đành phải đi. Nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía bay đầu mất, sợ rung lên và mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh. Cái chuông rơi đầu mất, và từ đó chả chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa. Câu chuyện người nông dân và hai con trai. Một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác, còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả. Nhưng người anh ranh mảnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra anh ta rời khỏi nhà,
vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con: "Các con đã cuốc xong ruộng chưa?" Người anh không để em trả lời kêu lên: "Chưa cha ạ, em nó lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong." Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha. Người cha bèn bảo cậu em: "Nếu như thế ta đuổi con đi, con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của ta." Người em ra đi, lòng buồn rười rượi, nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau, người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: "Cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất." Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: "Ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi. Ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phó mát." Bác lấy một làn đầy thức ăn, đi ra ngoài cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó, bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon. Tất cả đã rõ ràng, và tiện đang cầm cái gậy, bác đánh cho người anh một trận chưa từng thấy. Sau đó bác nói: "Mày muốn ngủ, được lắm, bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cút đi, quân lười biếng, đồ nói dối." Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi, liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại. Cha ngu giận cho anh ở lại. Từ đó về sau, người anh hối hận, sửa đổi tánh xấu và trở nên người chân thật siêng năng. Câu chuyện những lời thị phi. Một bác nông dân cùng con trai đi chợ. Con ngồi trên lưng lừa, còn cha đi bộ theo sau. Một người đi qua kêu lên: "Đấy, con trai thì ngồi ung dung trên lừa, để bố già lững thững đi bộ theo." Người con liền nói: "Bố thấy không, họ nói có lý đấy, để con đi bộ cho." Người bố đành nghe con, vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa, lại nghe thấy một người khác bình phẩm: "Này, ông đã già đến nỗi không đi được sao mà bắt con chạy lẻo đẻo theo sau như thế?" Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn thì đã có một người bước ra chắn đường họ. "Không biết xấu hổ, bắt con lừa ốm yếu thế kia chở hai bố con to khỏe như vậy." Người cha tức giận nhảy xuống, người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người qua đường khác lại gọi: "Sao mà dốt thế, để một con lừa đi không, trong khi các chủ nhân lại cuốc bộ dưới trời nắng gắt và đường thì bụi." Lúc ấy người nông dân mới quay sang con trai bảo: "Con đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nhé, con trai." Câu chuyện người lái buôn nôn nóng. Một hôm, người lái buôn giàu có đi buôn về. Bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa, tiền vàng. Bác lên ngựa, vội vàng về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được. Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa. "Ngựa của bác có một móng bị lỏng, rời mất một cái đinh, bác có muốn tôi đóng lại cho bác không?" Bác lái buôn rất nôn nóng muốn về nhà ngay, bèn nói: "Không cần, móng này còn đi được vài cây số nữa chưa sao." Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi, nhưng dọc đường, bác dừng lại ăn ở một hàng quán. Bác thấy cái móng ngựa lông đinh đã rơi mất,
người chủ quán bảo: "Người của bác có một chân rơi mất móng, bác phải đóng móng vào đó đi thôi." Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ bảo: "Không cần, tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi." Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân, đi khập khiễng rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa, gặp một vũng nước, nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà, mệt rũ và ướt sũng nước mưa. Vợ bác rất sốt ruột vì mãi chưa thấy chồng về. Khi biết chuyện, bác bảo chồng: "Đấy anh xem, một cái đinh tầm thường có thể gây ra bao nhiêu rắc rối. Vì anh nôn nóng quá, nếu anh bỏ ra một chút thời gian đóng lại cái đinh, thì anh đã về nhà đúng giờ và em đã không phải lo lắng." Câu chuyện chút suy tư trong ngày. Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu, nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào hụt, nhưng bác tin rồi đây gia đình mình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ, coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm, nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thật lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh, tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay." Nhận được tin này, bác hối tiếc vô cùng. Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời mình chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường. Bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong ngày hôm nay."